Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay thì bên Huy mới vừa hoàn thiện xong khâu làm đẹp Marukuri. Đây là chiếc xe Fortuner máy dầu số tự động quý chị. Máy dầu mà là số tự động nữa thì chạy cực kỳ sướng quý chị ha. Khỏi cần phải đập bằng đập côn, rất là khỏe. Máy dầu số tự động 2019. Chiếc xe này thì chủ xe đi khá là kỹ, ngoại thất, nội thất và phụ kiện. Với chiếc xe này được chủ xe trang bị rất là nhiều. Thì Huy sẽ cùng quý chị mình xem qua nha. Camera 360 độ thì được chủ xe trang bị ở phía trước, hai bên gương và phía sau. Rồi cụm đèn, anh chị thấy không? Còn sáng trưng, rất là mới. Chi tiết mạ chrome ở phần đèn cản, vỏ xe. Rồi phần ngoại thất thì khe hở với các chi tiết. Rồi những cái đường găng, đường dập nổi quý chị. Đó, thì được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng. Gầm bệ ha, gầm bệ thì với chiếc xe Toyota Fortuner 2019 được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng 176 mục và tiến hành làm đẹp, bảo dưỡng đầy đủ hết. Thì anh chị mua về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Dán phim, che mưa, rồi những cái tay nắm cửa, mặt chrome. Những cái đề can như thế này anh chị thấy không? Đẹp, ron hả? Còn mới tinh. Đấy. Rồi nội thất bên trong. Đấy, còn rất là mới luôn. Và một điểm nữa anh chị, được chủ xe cách âm toàn bộ xe. Xe gia đình đi, rất là kỹ. Ngoài việc trang bị camera 360 độ, rồi giữ kỹ và được cách âm toàn bộ xe. Rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Đây. Nguyên bản theo xe, da nha quý anh chị. Đó, những đường chỉ mày rất là đẹp. Tắp bi cửa. Rồi những vị trí lên xuống thì được chủ xe dán đề can nha quý vị nha, cho nên là những vị trí này còn rất là đẹp. Ghế chỉnh điện 8 hướng, 7 túi khí, 2 túi khí bên tài, 2 túi khí rèm và 2 túi khí ở phía trước tài xế và bên phụ, cùng với túi khí đầu gối nữa quý vị, đầu gối của tài xế. Và vô lăng thì ốp gỗ bọc da, đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói, lại chỉnh số trên vô lăng. Hộp số 6 cấp có chế độ Eco, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ Power. Cân bằng điện tử của xe thì có hết. Đấy, thì Huy cũng sơ lược qua cho quý chị mình nắm. Và xe này thì có hiển thị tốc độ, hiển thị tốc độ đây anh chị. Cái này cục hiển thị tốc độ này ha. Thì xe gia đình đi, cách âm toàn bộ xe quý chị. Còn cửa đồ anh chị để đâu dính đó nha quý chị nha, chứ nó không có gọi như là thả một cái là nó chạy vô. Hiện tại xe này đi được 67.000 cây. Mua xe tại hãng thì anh chị yên tâm, có sao bên Huy để vậy, chứ không có giống như là một số cá nhân, một số cơ sở tua cây số lại cho dễ bán. Thì bên Huy có những chiếc xe ngoài 100. Hiện tại thì Fortuner số sàn 27 thì 130 màu bạc thì bên Huy vẫn có. 218 như chiếc xe này ha anh chị, 120 bên Huy vẫn có đó. Thì anh chị ở ngoài thị trường có, nhưng mà hầu như anh chị thấy cái số nó sẽ rất là ít. Ok, 67.000 cây Odo, chuẩn cho quý anh chị. Rồi đây đèn ha anh chị ha, còn sáng trưng, mới toanh, cảm biến, khoảng cách ở phía sau. Rồi đây khe hở với các chi tiết. Đấy, thì xe còn khá là mới và đẹp, thì Huy cũng thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm ha. Đấy, dán phim che mưa. Ok, thì mẫu xe đã được bên Huy làm đẹp, làm Marukuri rồi. Thì anh chị nào mua chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Và với chiếc xe này á, thì bây giờ Huy sẽ cùng quý anh chị mình đi xem chi tiết hơn nha quý anh chị nha. Đây, cụm đèn ha anh chị. Đó. Rồi, ở phía trước. Đó, ok chưa, vỏ. Đấy, mình sẽ đi sơ bộ dòng ga lăng mặt chrome nha anh chị. Ở trên phiên bản số sàn thì trang bị sơn thôi, chứ không được mặt chrome. Đấy, màu này là màu nâu 4W9 nha anh chị nha. Đấy, rồi vào bên trong thì Huy cùng quý chị mình xem chi tiết ha, mình nổ máy để cảm nhận tiếng nổ động cơ cũng như là độ cách âm. Bỏ ra số tiền không phải là ít để cách âm toàn bộ xe, thì Huy nổ máy coi thử là tiếng nổ như thế nào, độ cách âm ra sao. Ok, cách âm tốt quý vị, cách âm xịn tốt.
Máy dầu thì nó hơi ồn, nhưng mà được cái rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và với những chiếc xe mà cách âm như thế này thì ok, không thấy ồn là bao nhiêu, như là máy xăng của anh chị. Rồi, đây, bộ hiển thị tốc độ. Đó. Rồi, đây, công tơ mét. Lại chỉ số vô lăng. Vô lăng, anh chị nhìn những vị trí này ha. Đấy, đây, nhìn đi. Thấy quá đẹp nha quý anh chị, gương gập điện. Đấy. Rồi, camera 360 độ. Ok. Đấy. Đầu DVD này là đầu Android, có việt map dẫn đường. Có việt map dẫn đường luôn quý anh chị. Thì Huy cũng sẽ thông tin sơ để quý anh chị mình nắm mà sau nha. Nhưng mà nó có việt map dẫn đường này. Đấy. Dẫn đường và cảnh báo tốc độ luôn nha quý anh chị. Ok. Đây, còn đẹp lắm quý chị. 2019 ha, 2019. Rồi, bây giờ là Huy sẽ cùng quý anh chị ha, mình xem qua một vòng ha, rồi mình xem động cơ luôn để mình đánh giá chất lượng của sản phẩm này. Vị trí này để mắt kính quý anh chị. Đó, anh chị thấy không? Rồi còn mới lắm quý anh chị. 2019. Về chế độ bảo hành thì bên Huy sẽ bảo hành động cơ hộp số 1 năm 20.000 cây nha. Xe về chất lượng nội thất ngoại thất được chủ xe giữ kỹ, cho nên là anh chị nhìn nó rất là mới, rất là mới luôn. Thực sự là xe mà đi không kỹ mấy chỗ này nó mòn nó lòi cái nhựa đen ra, nhưng mà xe này đúng công nhận là nội thất còn quá ken luôn quý chị. Cái bộ ghế da zin theo xe á, thực sự là nó đẹp. Bên Huy á, thì máy dầu số sàn á, thì chỉ bọc da nó nỉ anh chị, bọc da thôi. Nhưng mà thực sự là cái bộ da nó không đẹp bằng cái bộ nguyên bản bộ zin nha quý vị nha. Thực sự máy dầu số rộng, bộ ghế da quá đẹp. Và anh chị nhìn nè, dường như là xe chỉ đi ghế trước thôi, ghế trước bên tài thôi, còn bên phụ dưới dãy ghế sau là còn mới tinh. Đấy, anh chị thấy không? Mới tinh, thực sự dường như là ở phía sau không mấy người ngồi. Những vị trí như thế này anh chị thấy không? Nó không có bị gọi như là bị trài xước xát hay là gọi là dơ bẩn gì cả. Đó, anh chị nhìn không? Nó rất là đẹp. Thì với những cái kinh nghiệm của Huy cũng như là sự cảm nhận về xe, thì Huy thấy là cái xe này á, thì chủ xe chủ yếu là đi một mình thôi, đi làm thôi anh chị, chứ còn mà không có chở nhiều người, không đi nhiều người. Đó, cho nên là về chất xe thì thực sự là ổn. Ok nha. Cái này là phiên bản số tự động thì được trang bị mạc chrome, còn cái bản thường thì chỉ là nhựa đen thôi, nhựa màu bạc thôi quý anh chị. Đây, đó, ghế sau nè. Đây anh chị nhìn nè ha. Như những gì mà Huy cảm nhận. Vị trí chân ghế anh chị thấy không? Đó. Nó nếu như mà sử dụng nhiều, gập lên gập xuống nhiều thì nó sẽ bị tróc cái này ra nhiều. Nhưng mà bản thân anh chị thấy chưa? Nó còn rất là mới. Đó, rất là mới. Xe có hai dàn lạnh nha anh chị nha. Mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có bốn cửa gió điều hòa. Còn đây là vị trí để đồ nghề quý anh chị nha. Đây, vị trí để đồ nghề. Rồi, tiếp tục. Mình coi ở phía gầm. Gầm bệ. Đây anh chị, gầm bệ. Đó. Còn rất là mới. Bô này, anh chị nhìn cái bô này chưa? Vỏ đây, vỏ xe cua đây. Rồi, anh chị mua chiếc xe này về, Huy thấy trước mắt là cái bộ vỏ là ngon lành rồi đó. Vỏ này khá đắt nha quý chị, 4 triệu mấy một cái. Vỏ này là ngon lành rồi. Ai gầm bệ đó. Không, xe mới, xe đẹp anh chị, đó, tắp bi này. Anh chị thấy tắp bi cửa không? Quá đẹp, dự án đề can này. Chỉ có xe gia đình mới được như thế này thôi, chứ thực sự là gia đình mà giữ kỹ, ít đi ở phía sau mới được dài thôi gì, còn mà đi nhiều phía sau thì không được dài đâu. Được một cái mà Huy rất là thích là âm toàn bộ xe. Xe máy dầu hơi ồn thì đó là đặc điểm máy dầu, nhưng mà nó tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị chạy mà 100 cây số khoảng 6 lít thì mình chạy gia đình rất khỏe.
và thực sự nó ồn chứ nó không ồn đáng kể đâu anh chị. Anh chị nào đã sử dụng rồi anh chị biết. Và với một chiếc xe mà được cách âm toàn bộ xe như chiếc xe này thì cái độ ồn nó được giảm rất là nhiều luôn. Thì Huy nghĩ đây là một cái mẫu xe rất là phù hợp cho quý anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Hiện tại thì giá anh chị, giá niêm yết 858 quý anh chị. Đây, anh chị nhìn nè ha, cụm ABS theo thắng bộ lọc và từng chi tiết bộ lọc con tán. Anh chị nhìn nè, những dấu sơn từ nhà máy này. Đấy, đây nè anh chị. Đấy, ok chưa? Khung xương. Đó. Đấy, chuẩn đẹp, chất lượng. Về chất lượng anh chị không phải lăn tăn gì hết nha. Bên Huy sẽ có chính sách bảo hành về động cơ hộp số là 1 năm hoặc là 20.000 cây. Tại hãng thì anh chị yên tâm, có sao thì bên Huy bán vậy. Còn bên Huy thì không có thách giá nhiều nha quý anh chị nha. Đó. Thì anh chị nếu như cảm thấy thích sản phẩm và tin tưởng vào đại lý Toyota Tân Cảng bên Huy thì anh chị liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình. Huy sẽ hỗ trợ giá tốt nhất cũng như là hỗ trợ cho quý anh chị thủ tục cần sự hỗ trợ từ phía tài chính để anh chị mua về sử dụng cho gia đình chiếc xe Fortuner máy dầu số rộng 2019 này. Ok, thì thông tin về sản phẩm cũng như là một số điểm mà Huy nhận xét về chiếc xe thì có những điểm còn sai sót thì anh chị bỏ qua, và anh chị nào có nhu cầu thì có thể đặt cọc online rồi đến xem xe thực tế tại Toyota Tân Cảng Minh Huy. Địa chỉ là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng. Minh Huy thì ngay chỗ vị trí gần cầu Sài Gòn quý anh chị, gần cầu Sài Gòn, cầu Sài Gòn ngay chỗ vị trí này luôn quý anh chị. Đó, hàng xanh thì anh chị chạy thẳng chưa qua cầu Sài Gòn, cách cầu Sài Gòn khoảng đâu đó 100m thì anh chị thấy đường Nguyễn Hữu Cảnh thì anh chị sẽ quẹo phải và anh chị vòng lại anh chị ha, xuống khoảng 200m anh chị vòng lại là công ty Minh Huy ngay vị trí này, ngay chỗ tòa nhà Landmark 81 tầng quý chị, Landmark 81 tầng ngay chỗ cổng radio luôn, rất là dễ kiếm. Ok rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị và chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ạ. Bye bye.